hủy bên chân điện, khi chuông chùa vừa điểm tiếng công phu, tên nữ ai nguyên do nào người muốn đi tu, vui kinh kể và quen mùi khổ hạnh. Nhưng tinh nữ đi tu làm sao cho thành chánh quả, bởi làng phấn son còn in gõ tên đôi má vàng phong trần. Người đã giác ngộ hay vẫn dương ở trần, người đi tu vì chán mùi chung đình và cảm thấy cuộc đời là hô thấm gợn sâu, hay là vì một giận hờn ghen tức khổ đau, tính nữ mới to mượn cửa âm tiền để trốn lắm mạnh sầu thương và phôi pha nỗi niềm đau khổ. Nhưng tu làm sao khi trước bị còn nước nở nghẹn ngào, tình nữ ơi còn tuổi thân còn đau khổ thì lòng dạ còn ở tầng ai, đây là cửa âm thiền vẫn mở rộng cho người đời chuông mõ công phu. Vào chốn này không khó, nhưng khó giữ cho bền tâm trí của một người tu. Một nạn nhân cửa lục dục thất tình, một tâm sự trái ngang với một đoạn đời bi thảm. Tinh nữ còn ta thường bảo rằng thời gian là liều thuốc quý, vậy tinh nữ hãy trở về đi, gạt phân đấu để vượt qua bao nhiệt tơ lực, vì có sống trong gian khổ thì ta mới tìm ra được lẽ sống của con người. A Nam Mô Di Đà Phật. Tóc chưa bạc đừng ngắn dòng nhiệt quyết, người còn sớm đừng tin
việc đi tu. Dẫu đời người thế nhân cách thù vô, nhưng còn sống ta vẫn còn tranh đấu. Sở dĩ bằng tăng đi tu đây là vì 30 năm sương gió, cõi trần ai đang lỡ dở mộng công hầu. Một kiếp phụ sinh đã tăng nửa mái đầu, trước khi bước chân vào nơi Phật tự, bần tăng cảm thấy mình là một chiếc lá vàng rơi. Tuổi thanh xuân không còn với một lão già, tóc bạc gắn lông mắt mờ tay yếu. Thôi thì mượn lời kinh tiếng kệ để có ngăn chia đôi ngã đau già đời. Thời đừng vì một phút buồn đau mà chán nản sự đời, đâu có phải lần chuối bồ đề nán kinh sám hối là dứt được vạn tầng lụy thế gian. Còn mặc chiếc áo nâu sầu là còn mang ơn người đã dở từng tấc dài, còn đỡ lòng bằng bữa cơm vừa muối là còn ở bác nông dân tay lắm chân buồn. A Nam Mô Đà Phật đã có câu tức thì không, không tức thì sắc, và cũng có câu tâm tức Phật, Phật đức tâm. Tinh nữ trước hãy lo tu thân, rồi sau sẽ lo tu tiên và Phật. Còn như muốn mến mùi khổ hạnh thì năm 60 năm nữa, khi mắt đã mờ không còn gõ vật văn muôn màu, tai đã lãng không còn nghe chuyện tỷ phi thiên hà, lưỡi đã tê vì tâm khổ, không còn thiết mến những mùi mỹ vị cao lương. Chừng ấy tinh nữ đến đây quy thi pháp, để có gửi thân với ông Phật đài. Tinh nữ nên biết rằng của thì chỉ rộng mở cho những ai không bận dòng tại lì, bởi có câu tu đâu cho bằng câu nhà cha kính mẹ hơn là đi tu.